Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng hoa, thành kính dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập tự do, hòa bình cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân. Trước anh linh các liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh nhân dịp này đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên đã trao phần quà của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho những quản trang đang quản lý chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ dốc linh